Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bibel. Hôm nay Di và Tồ đi hái táo. Hái táo cuối mùa nha mọi người. Đây, nhìn táo nè. Ở trên cây cũng còn nhiều, và ở dưới đất thì cũng nhiều luôn. Nhìn cái táo nè mọi người ơi, đầy hết trơn luôn ha, xỉu cành luôn, nhiều trái lắm. Cái này là táo xanh ha. Wow, nhìn đây. Cuối mùa rồi mà còn như vậy nè. Cái này là nó rụng bớt rồi đó nghe mọi người, chứ nó không có còn nguyên giống như xưa. Hồi trước là đầy nữa, nhiều nữa. Đây, nhìn dưới đất nè, quá trời luôn. Nó rụng, coi như là rụng đầy mặt đất luôn. Và cái này là táo vàng. Wow, nhìn kìa. Ồ, thấy mê ha. Táo vàng này thì nó hơi bột rồi, nó không có giòn nữa. Nó trời mưa nó tét ra luôn nè. Còn để gì tét thử một tay rồi được không? Tét một tay hơi khó nha, phải tét hai tay mới được. Yeah. Wow, see? Snap it. Just, I'm gonna snap you just like this. Sweet. Đây là con hu. Con hu quang nó đang kiếm táo ăn. Cái trái này nó vàng. Nó ngọt, nó rất là ngọt, nhưng mà nó bột, nó không có giòn mà nó bột nha. Ê, nhìn mưa nè, mưa cái nó tét ra, nó có bột quá. Mọi người thấy bột không? Chưa vậy. Ấy trời, cái này là Fuji nè. Cái này nó còn thời gian, nó còn cần thêm thời gian để cho nó hồng. Giờ nó chưa có hồng không? Rất là giòn, mọng nước và ngọt. Oh, hái một trái mà hai trái nhỏ nó rớt luôn. Wow, are they good? I don't know. Wow, that's one good. They're big, huh? Mm-hmm. Yeah, right there. Behind you. Ooh, you drop it. Ooh, that's one good. Ooh, cái trái này nó bự nè. Ngon ghê á. Over there, Joe. See. Hai một trái mà nó gớt một trái nữa. Nó không có muốn đi một mình, nó muốn có bạn bè đi theo mới vui. I feel like they're gonna fall on my head. Tồ đã được một cái thùng.
Giờ ở đây Di có ba trái táo Di đã rửa xong, bây giờ Di sẽ gọt vỏ nó ra ha. Bây giờ thì Di sẽ cắt nhỏ nó ra. Di sẽ bỏ cái tảo vô trong cái tô ha. Và bây giờ Di sẽ dắt một miếng chanh. Một miếng chanh vô cho nó đừng có bị đen táo á. Thì giờ sẽ trộn nó lên. Ở đây Di có ba cái trứng, Di sẽ cho vào đây một ít muối. Chắc hơi nhiều. Và nửa cup, 1/2 cup đường ha. Xong rồi Di sẽ quậy nó lên. Di sẽ cho vào đây 1/2 cup whipping cream ha. Mọi người có sữa thì xài sữa, mà của Di ở nhà Di hết sữa rồi nên Di xài cái whipping cream ha. 1 teaspoon bột baking powder, 1 teaspoon cinnamon, cái này là quế ha, và 1 muỗng bơ. Xong rồi giờ sẽ quậy nó lên. Rồi Di sẽ cho thêm vô 1 cup bột. Rồi sẽ trộn đều nó lên ha. Và đây là cái hỗn hợp bột của Di. Đây nhìn đẹp không? Bây giờ thì Di sẽ đổ bột qua bên cái táo ha. Di sẽ trộn cái hỗn hợp này lại với nhau cho nó đều ha. Để nó qua một bên. Và đây Di có một cái tô. Giờ Di sẽ xịt một miếng dầu lên, dầu ô liu ha. Xịt nó lên. Cho đựng dính. Và dầu nó đã đều rồi, giờ Di sẽ đổ cái hỗn hợp bột với táo vô trong đây để mà đem nướng lên ha. Và của Di đã xong, giờ Di sẽ để vô trong cái lò nướng và Di sẽ nướng nó ở nhiệt độ 400 độ F ha, trong vòng nửa tiếng. Sau 30 phút thì bánh của Di nó cũng đã chín rồi. Thơm lắm mọi người. Rất là thơm luôn mà nó còn nóng quá. Nó hơi nguội nguội rồi, bây giờ Di sẽ cắt thử coi nó như thế nào ha. Cắt miếng nhỏ thôi. Cái này mình lấy ra sao ta? Và đây là cái miếng bánh của Di. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Đây. Xin mời mọi người.